Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay két sắt xuất khẩu.vn gửi đến các bạn clip hướng dẫn sử dụng khóa điện tử cho két sắt. Trước mặt tôi đây đang là một chiếc két sắt khóa điện tử và chưa được lắp pin và đang trong tình trạng khóa. Thì trước hết để muốn mở chiếc két sắt này ra để lắp pin, ta sẽ cắm chìa vào ổ khóa. Sau đó ta mở chiếc nắp tre, có một sẽ lộ ra một chiếc ổ khóa. Ổ khóa này là để dùng chiếc chìa khóa giải cứu két, hay còn gọi là chìa khóa sơ cua, để ta mở. Ta cắm vào, xoay ngược theo chiều kim đồng hồ 1/4 vòng, sau đó vặn mở chìa khóa, xoay núm két. Thì bên trong là có một hộp để đựng pin. Ta bắt đầu ta lắp pin vào. Đó. Ta lắp pin vào. Sau đó đồng hồ đã lên, ta đóng nắp che lại. Đó. Ta đóng két vào và rút chìa khóa ra. Khóa lại. Khóa. Như vậy là ta đã lắp pin xong cho két. Đây các bạn thấy, và két đang chứng định trong tình trạng khóa. Đúng không? Rồi, để bây giờ để muốn mở két ra thì ta sẽ thao tác như sau. Nó sẽ ấn phím thăng. Mã hệ thống của khi mà mới cài đặt sẽ là, ta đậy cái nắp này vào. Mã hệ thống sẽ là 1234. Ta sẽ ấn start từ phím thăng, nhập mã 1234. Sau đó kết thúc bằng phím thăng. Màn hình hiện lên chữ open, ta xoay chìa khóa và bắt đầu mở két. Đúng không ạ? Trong này có một chiếc hộp với hệ thống khóa điện tử, mà pin trong thì sẽ có thêm một chiếc hộp tiếp pin. Cái chiếc hộp này thì nó dùng trong trường hợp là khi bị hết pin mà mình không kịp thay pin ấy, thì mình sẽ lắp 4 quả pin mới vào đây trong cái hộp tiếp pin này. Sau đó ta sẽ cắm vào cái đồng hồ, ở dưới mặt đồng hồ có một chỗ cắm. Ta cắm vào thì là đồng hồ sẽ lên điện và sẽ để ta mở, ta nhập mật mã vào, ta mở két ra bình thường. Tiếp theo cách đổi mã như sau. Cách đổi mã là ta đầu tiên là ta cũng sẽ mở bằng mật mã cũ ra. Ta mở mật mã cũ ra. Khi mà bị ấn sai nhé thì ta sẽ ấn phím sao để xóa đi. Mở mã cũ ra, ấn phím thăng. Khi màn hình hiện lên chưa open, từ 1 đến 2 giây ta ấn phím sao. Màn hình hiện lên những gạch gạch nhỉ, ta sẽ nhập mật mã mới vào. Tôi sẽ nhập 1 2 3 4 5 6. Và kết thúc cũng phải bằng phím thăng các bạn nhé. Màn hình hiện lên chữ info là như vậy là ta đã hoàn thành xong cách đổi mã. Đổi mã số. Mã số này thì các bạn có thể đặt theo tùy thích, theo số nào thì đấy là do ý thích của các bạn nhé. Đây, tôi thử xem mã mới luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Open, màn hình open là đã nhập mã thành công. Sau đó bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đến cách cài đặt ngày giờ. Thì các bạn muốn cài đặt ngày giờ thì các bạn ấn phím sao. Thì bắt đầu màn hình sẽ nhấp nháy từng số một, ta sẽ đặt năm trước, bây giờ là năm 2017 này, thì ta sẽ ấn số 17. Tháng này là tháng 10. Vâng, bây giờ là hôm nay là ngày 29. Tiếp theo là giờ, bây giờ đang là 16:00. Tiếp theo là đến thứ các bạn nhé. Thứ thì nếu hôm nay là thứ, hôm nay là chủ nhật, thì chủ nhật ta sẽ ấn phím 7. Các ngày thì sẽ được sắp xếp như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương đương với là 2, 3, 4, 6, 8. Mình sẽ trừ đi một ngày, ví dụ là chủ nhật thì mình ấn phím 7, thứ 6 ấn phím 5. Đó các bạn nhé. Đấy thì cách mở là bao giờ là cũng với hệ thống khóa mà có tay nắm ấy, thì là ta sẽ mở mật mã ra. Đó, và ta xoay chìa khóa và ta mở két. Còn đối với những két mà không có hệ thống tay nắm mã cửa ấy, thì là sẽ là mở bằng chìa. Sẽ mở khóa bằng chìa. Ta sẽ nhập mật mã vào. Sau đó ta xoay chìa để mở cánh két. Đấy là với những loại két mà không có tay nắm. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem clip.